quý vị, theo các báo cáo chuyên gia tài chính, thì trong thời gian tới, cùng với việc nhu cầu vốn tăng cao phục vụ sản xuất kinh doanh sau đại dịch, thì dự kiến nguồn huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Do đó, để một mặt vẫn thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng, khơi thông dòng vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Trước mắt, Việt Nam cần tiếp tục các biện pháp xử lý nợ xấu thông qua việc kéo dài thời hạn Nghị quyết 42. Khi Nghị quyết 42 hết hiệu lực, thì các cơ chế về xử lý nợ xấu theo nghị quyết sẽ chấm dứt. Việc xử lý nợ xấu sẽ được thực hiện theo pháp luật có liên quan. Và điều này sẽ tác động rất lớn tới quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đặc biệt trong hoàn cảnh hậu Covid và diễn biến thị trường phức tạp hiện nay. Trong khi đó, theo quyết định số 2114 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 11 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước được giao nghiên cứu và xây dựng dự án luật điều chỉnh về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và tài sản đảm bảo, xem xét đưa vào chương trình năm 2023. Do đó, nếu Nghị quyết 42 không được gia hạn, điều này sẽ tạo nên khoảng trống pháp lý điều chỉnh nợ xấu. Mặc dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho phép kéo dài thời gian đến hết năm 2023, nhưng rõ ràng xử lý nợ xấu trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp phức tạp như hiện nay sẽ cần nhiều thời gian hơn, ít nhất là cho tới khi luật xử lý nợ xấu mới được ra đời. Tuy vậy, trong thời gian trước mắt, cơ quan quản lý cần sát sao, đảm bảo thông tư 16/2022/TT-BTC được thực hiện nhằm kiểm soát chất lượng nợ xấu, kiểm soát quy mô hoạt động cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản và đặc biệt là kiểm soát tốt sự luân chuyển dòng vốn giữa hai lĩnh vực có khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất, chiếm tỷ trọng trên 70% tổng khối lượng phát hành. Ngoài ra, hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã công bố dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NDCP. Theo đó, bản dự thảo này công bố một số nội dung mới liên quan đến tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với một số loại trái phiếu, đẩy nhanh việc thiết lập giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên Sở Giao dịch Chứng khoán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, công bố thông tin của tổ chức phát hành. Theo đó, cần rà soát và đặc biệt chú ý tới việc nâng cao yêu cầu đối với việc công bố thông tin của các tổ chức phát hành liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành.